Thưa quý vị và các bạn, đến nay cây niêm được xem là cây trồng đa mục đích trong sản xuất, chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm mới cho xã hội có tính an toàn cao và thân thiện với môi trường. Qua nghiên cứu, cây niêm có nhiều chất tự nhiên mang hoạt tính sinh học, trong đó hoạt chất azadiractin có độ độc rất thấp, không gây độc hại cho người và môi trường. Ngoài chức năng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, rừng niêm còn là nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho việc chiết xuất hoạt chất azadiractin để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng chức năng, hóa mỹ phẩm, thuốc trừ sâu và phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ kỳ này phản ánh kết quả bước đầu của dự án sản xuất phân bón hữu cơ niêm tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi trang tin. Sau 3 năm triển khai dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công ở tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, nhìn chung các dự án đã được khởi động và triển khai tương đối tốt. Nhiều phần việc đến nay đã hoàn thành như xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Khánh Hải, giúp 570 hộ dân vay vốn lãi suất thấp để xây dựng nhà vệ sinh tự hoại đạt tiêu chuẩn, hoàn thành 8 công trình nhà vệ sinh, trong đó có 7 nhà vệ sinh trường học, 1 nhà vệ sinh chợ, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường sống, cải thiện trình độ tiếng Anh cho cán bộ công chức viên chức trong tỉnh và các thành viên trong ban chỉ đạo dự án. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho ông Beria Dulia, trưởng đại diện thường trú Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ tại Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều hành và theo dõi các dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2012. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực chuẩn bị xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Việt Nam được đánh giá ít xảy ra động đất và quy mô các trận động đất thường nhỏ. Các trận động đất nếu có cũng thường xảy ra ở khu vực Tây Bắc, ít khi xảy ra ở các khu vực khác. Tuy nhiên, mặc dù động đất là hiện tượng tự nhiên ít khi xảy ra, nhưng khi đã xảy ra thì đây là thảm họa hết sức nguy hiểm. Vì vậy, mục đích giảm nhẹ thiệt hại do tai biến động đất gây ra, điều quan trọng nhất là đảm bảo tính bền vững của các công trình xây dựng và giáo dục các biện pháp phòng chống động đất. Trên cơ sở phân tích, các chuyên gia đã phổ biến cho các đại biểu các kiến thức cơ bản về động đất. Động đất kích thích, một số dạng phá hủy trong động đất mạnh, sóng thần và ảnh hưởng của sóng thần đến bờ biển Ninh Thuận và công tác tìm kiếm cứu nạn trong thảm họa động đất sóng thần. Theo đó, Việt Nam có được tấm lá chắn tự nhiên là quần đảo Philippines và đảo Hồng Kông Trung Quốc nên hầu như không chịu tác động của sóng thần. Thậm chí, ngay cả trong kịch bản xấu nhất là nếu cả sáo đới đứt gãy ngoài khơi Philippines cùng hoạt động thì sóng thần lớn nhất tác động đến bờ biển Việt Nam cũng chỉ cao từ 4 đến 5 mét và tại bờ biển Ninh Thuận còn thấp hơn. Tuy nhiên, xác suất này chỉ vào khoảng 1 phần triệu. Hiện nay, công tác chuẩn bị xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đang được triển khai. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà máy điện hạt nhân, phương án thiết kế mới đã nâng cao trình các nhà máy điện lên 15 mét so với mực nước biển thay vì 5 mét như trước đây. Mới đây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên. Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên là 6 tỉnh nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp năng lượng, du lịch, đóng và sửa chữa tàu. Đồng thời là các địa bàn thu hút nhiều lao động, cung cấp dịch vụ chất lượng trên các lĩnh vực đào tạo, y tế, khoa học công nghệ v.v. Trên cơ sở hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi và trên tinh thần tự nguyện, các doanh nghiệp chia rõ lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2020. Lãnh đạo các địa phương đã thống nhất liên kết 6 nội dung cụ thể về liên kết hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển nông lâm nghiệp, khai thác thủy hải sản, tiêu thụ sản phẩm, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác phát triển y tế. Thank you.
Cây nêm có nguồn gốc từ Ấn Độ và được trồng nhiều ở những vùng khí hậu nhiệt đới như các nước châu Phi, Trung Nam Á và Đông Nam Á. Ở Việt Nam, cây nêm phát triển mạnh tại Ninh Thuận và được xác định là loại cây trồng rừng phòng hộ chủ lực, nhờ có đặc tính thích nghi cao với vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng. Nhằm góp phần hạn chế nguy cơ sa mạc hóa ở địa phương, từ năm 1999 đến nay, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai trồng hơn 3.000 hectare rừng nêm. Đến nay, phần lớn rừng nêm trên địa bàn tỉnh có thể cho khai thác làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất chế biến các sản phẩm từ cây nêm. Theo các nhà khoa học, cây nêm ở Ninh Thuận có hàm lượng asadirastin trong lá, thân và hạt nêm rất cao. Những cây lâu năm có thể cho sản lượng 20 kg hạt trên một năm. Với mật độ trồng 400 cây trên 1 hectare, riêng hạt nêm đã cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Việc khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây nêm trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ mang lại lợi ích kinh tế ở địa phương. Về việc chiết xuất tinh dầu nêm, thì hiện nay chúng tôi qua nghiên cứu Viện Ứng dụng Hóa sinh, rồi Viện Sinh học Nhiệt đới và Viện Hóa học của thành phố Hồ Chí Minh thì thấy cái hàm lượng tinh dầu azadirachtin của chúng ta thì tương đương với azadirachtin chiết tách từ tinh dầu nêm của Ấn Độ. Và vì thế mà Tổng Công ty Thuốc Sát trùng Việt Nam, viết tắt là Vibeco, đã đặt hàng về sản xuất tinh dầu nêm. Tinh dầu nêm được sản xuất là từ hạt nêm bóc vỏ, lấy nhân và ép qua những cái hệ thống cơ khí. Đó là cái hệ thống máy ép Comex của Đức, để làm sao ép ở nhiệt độ thấp làm cho giữ được cái hiệu lực của tinh dầu azadirachtin để làm thuốc bảo vệ thực vật. Bã hạt nêm còn lại thì sẽ dùng để phối trộn sản xuất phân bón hữu cơ cây nêm của Ninh Thuận. Qua khảo sát, hiện nay nhu cầu về phân bón hữu cơ nêm phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta rất lớn. Việc sử dụng phân bón hữu cơ nêm sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, nhằm nâng cao sản lượng chế biến phân bón hữu cơ vi sinh và các sản phẩm từ hạt nêm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Giữa năm 2012 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân hữu cơ nêm Cốc Hành, ép dầu và các loại thuốc bảo vệ thực vật từ cây nêm cho công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Ninh Thuận. Dự án có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái với công suất chế biến khoảng 5.000 tấn phân một năm. Do cái nhu cầu thị trường hướng tới một cái nền nông nghiệp xanh sạch bền vững, thì trong những tầm vĩ mô, vi mô, đến từ vĩ mô đến vi mô thì đang khuyến cáo, chính phủ cũng đang khuyến cáo dùng sản phẩm hữu cơ vi sinh, đấy là sản phẩm phân bón sạch. Chúng tôi cũng nhận thấy Ninh Thuận là một tỉnh có tiềm năng về nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Như có hơn 5.000 hectare cây nêm và nguồn phân chuồng trại rất dồi dào. Đấy là những nguyên liệu để cung cấp nguồn nguyên liệu để cung cấp cho chúng tôi sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Thực hiện cái dự án này thì cũng góp phần giải quyết được lao động cho địa phương và cung cấp sản phẩm phân bón ra cho thị trường trong tỉnh và cũng như các cái tỉnh lân cận. Trong phạm vi của dự án nhà máy sản xuất phân hữu cơ nêm tại huyện Bắc Ái, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Ninh Thuận đã thực hiện một số nội dung như xây dựng các công trình gồm nhà làm việc, nhà xưởng sản xuất, hệ thống nhà ủ phân, kho nguyên liệu, sân phơi và các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích xây dựng hơn 7.000 m2 tại thôn Hà Lá Hạ, xã Phước Thắng. Chính thức hoạt động sản xuất vào giữa tháng 7 năm 2012. Đến nay, nhà máy đã sản xuất hơn 14 tấn phân hữu cơ nêm, gồm phân hữu cơ vi sinh Binavi3, phân bón trung lượng Donavi. Ngoài sản phẩm chính là phân bón hữu cơ nêm, nhà máy còn sản xuất một số loại thuốc bảo vệ thực vật, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ nguyên liệu hạt, lá, cây nêm bằng công nghệ nano, sinh học và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất nấm Trichoderma. Kết quả bước đầu sản xuất phân bón hữu cơ từ cây nêm thì cho chúng ta một cái tín hiệu xanh, đó là khẳng định tại tỉnh nhà chúng ta đã có một cái dự án đầu tư sản xuất phân bón đầu tiên tại Ninh Thuận về cây nêm. Cây nêm là một cái cây đa mục tiêu, vì thế mà việc sản xuất thành công phân bón hữu cơ nêm
tại Ninh Thuận sẽ có triển vọng mở ra nhiều cái hướng khai thác khác, ví dụ như là ép tinh dầu để làm các cái thuốc bảo vệ trừ sâu sinh học. Thứ hai nữa, tiến tới sẽ tham gia trong cái quá trình hình thành các cái sản phẩm mà cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến các sản phẩm về y dược, cung cấp các sản phẩm về mỹ phẩm được chế biến từ cây nêm. Qua thực tế cho thấy, để sản xuất phân hữu cơ nêm đạt kết quả, cần chuẩn bị nguyên liệu đạt tiêu chuẩn như bã hạt nêm, phân chuồng, than bùn, men trichô đẹp ma. Phân chuồng được thu gom từ các trang trại chăn nuôi bò, dê, cừu. Sau khi xác định trọng lượng, được cho vào nhà ủ và phun chế phẩm khử mùi ASC. Các nguyên liệu trên sẽ được trộn đều, rồi cho lên hệ thống băng tải, chuyển vào nhà máy nghiền để tạo mùn. Sau khi phối trộn với chế phẩm vi sinh, tất cả nguyên liệu được đưa vào hệ thống bể ủ thổi khí liên hoàn trong khoảng 25 ngày. Mùn thu được sau khi sàng lọc được phối trộn với nấm trichô đẹp ma và bã hạt nêm vi sinh để cho ra thành phẩm phân hữu cơ nêm. Quy trình sản xuất phân bón nêm như sau: đầu tiên là chúng tôi tiến hành ủ phân, gồm có phân chuồng 40%, bã bùn 60%. Chúng tôi tiến hành ủ, trong quá trình ủ thì chúng tôi có bổ sung thêm men vi sinh vật, và sau 45 đến 60 ngày thì chúng tôi sẽ lấy cái sản phẩm ủ đó ra phối trộn cùng với một số sản phẩm phân hóa học đa lượng, vi lượng và một số chủng men để sản xuất ra một cái tấn phân hoàn chỉnh. Trong quy trình sản xuất phân hữu cơ nêm, hệ thống nhà ủ phải bảo đảm các thông số quan trọng trong quá trình phân hủy như mật độ không khí trong khối ủ, độ cao khối ủ, diện tích hàm ủ sẽ tác động đến tốc độ phân hủy chất hữu cơ bảo đảm cho sản xuất. Hệ thống hàm ủ được xây dựng theo phương pháp ủ hiếu khí với hai hàm ủ. Mỗi hàm có kích thước 50 x 4 x 2 để tiện lợi cho việc kiểm tra trong quá trình phân hủy. Trên hầm ủ thì chúng tôi phải có hệ thống hầm. Đầu tiên là chúng tôi phải đào hầm, và muốn tiến hành ủ nó thì chúng tôi phải đổ phân và các thành phần hữu cơ xuống hầm, và đầu tiên phải đậy bạt kín lại, gọi là ủ yếm khí, là ủ hiếu khí. Thì hiếu khí thì cần có hoạt động của vi sinh vật, tức là cần không khí, thì chúng tôi tiến hành sẽ đó là hệ thống ủ nổi. Và cái hệ thống ủ nổi này thì nó sẽ bổ sung hàm lượng không khí oxy nhiều hơn, và cái vi sinh vật hoạt động sẽ nhiều hơn. Và cái thời gian ủ thì nó đôi khi vì cái hoạt động vi sinh vật nhiều thì ủ đôi khi sẽ nhanh, nhưng mà cái sự phân hủy có thể là nó sẽ không có bằng hệ thống ủ chìm, tức là ủ hầm. Hiện nay sản xuất phân bón tại công ty thì đang tiến hành theo hệ thống ủ nổi, tức là ủ trên bề mặt. Trước khi ép dầu nêm, tất cả hạt nêm được phơi khô đến độ ẩm dưới 10%, sau đó đưa vào nhà máy bóc vỏ, chỉ còn lại phần thân hạt chứa dầu. Nguyên liệu sau khi bóc tách sẽ được xử lý theo chủng loại và đưa vào máy ép dầu, sau đó tách dầu để bảo quản. Còn bã hạt nêm được nghiền nát và trộn với phân hữu cơ theo từng nhóm công thức khác nhau. Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, mỗi ngày nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ nêm ép được 1.000 kg hạt nêm, trong đó cung cấp cho nhà máy 600 kg bã hạt nêm để làm phân bón hữu cơ nêm. Dầu sau khi ép được làm sạch và tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Quy trình ép dầu nêm thì đầu tiên thì hạt nêm chúng ta thu từ ngoài nông dân về, chúng ta để được phơi, sau đó loại những cái tạp chất, và những cái loại tạp đó thì mình phải tiến hành ép. Đầu tiên là hạt nêm chúng ta được xay thô, khi xay thô xong rồi chúng ta sẽ sử dụng tinh dầu như là methanol hoặc ethanol để chiết xuất cái tinh dầu ở trong hạt nêm ra. Sau khi mà chiết xuất được tinh dầu trong hạt nêm ra thì chúng tôi bắt đầu tiến hành sử dụng một số hóa chất để mà cô cắn, để cho nó lắng lại những cái chất chính mà mình cần thiết. Rồi sau đó mình cho qua máy. Thì qua máy thì máy bắt đầu cô cắn lại và mình sẽ thu được cái tinh dầu ở trong hạt nêm. Thì cái phần bã nêm đó chúng tôi vẫn tận dụng, tức là sử dụng để bổ sung vào cái phân hữu cơ này. Thì nhờ cái tận dụng cái đó thì cái bã nêm này vẫn còn một số tác dụng chính, như là nó sẽ cải thiện đất và đồng thời thì nó sẽ diệt sâu bọ ở trong đất. Hiện nay, sử dụng phân hữu cơ trong canh tác cây trồng được xem là giải pháp cải thiện môi trường, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững. Việc canh tác cây rau màu bằng phương pháp hữu cơ mới có thể đảm bảo có rau an toàn, thực sự và ổn định. Các loại phân hữu cơ vi sinh, Binavi3 và phân bón trung lượng,
Donavi của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt. Sau sản xuất, được tiêu thụ tại một số địa phương trong tỉnh như xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Qua sử dụng trên các cây rau màu đã cho kết quả tốt, giúp cây trồng phát triển nhanh, tăng cường hệ vi sinh vật có ích trong đất, phòng ngừa một số bệnh nấm gây hại trên các cây măng tây xanh, hành ta, rau quế, đồng thời giúp nông dân tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Bước đầu là bà con dùng là thấy cái hiệu quả nhất định của nó, là có những cái hiệu quả, ví dụ như là rau quế là bệnh chết xanh thì nó rất hạn chế rất lớn. Cây măng tây xanh thì mức độ tươi xốp của đất, còn cây là hành ta thì độ phát triển bộ rễ nó rất mạnh. Cây húng lũi là cái sự là phát triển của cành trên đó, là cái thân của cây rau húng lũi rất tốt. Thì qua đánh giá là chúng tôi đây là một cái phân mới, thì có những cái chất lượng của nó, trong đó có Trichoderma, có cái nguồn gốc từ là chiết xuất từ nem, do vậy là trị được những cái hiệu quả trên là cái tiến trùng và cái nấm bệnh trong đất, thì hợp tác xã chúng tôi thấy là phát triển rất tốt trên các loại cây trồng mà chúng tôi đã sử dụng. Ứng dụng công nghệ chiết xuất hoạt chất Azadirachtin từ cây nem sẽ cung ứng một lượng Azadirachtin làm nguyên liệu với giá thành thấp hơn nhiều so với giá nhập ngoại cho các nhà máy chế biến các sản phẩm phục vụ đời sống có Azadirachtin. Nhu cầu nguyên liệu từ cây nem để sản xuất phân bón hữu cơ là động lực khuyến khích việc mở rộng diện tích rừng nem tại các vùng đất hoang hóa ở Ninh Thuận và các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện khí hậu khô hạn. Qua đó thu hút tạo việc làm cho lao động nông thôn, miền núi, tham gia trồng rừng nem, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân và bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ có những giải pháp cụ thể như sau. Giải pháp thứ nhất là ngành nông nghiệp sẽ quy hoạch lại những cái vùng trồng nem trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thứ hai, nên là làm những cái bản cấp đất phục vụ cho trồng lại các cái rừng nem. Thứ ba, nữa là đẩy mạnh tập huấn hội thảo để mà bàn về vấn đề trồng trọt cây nem theo hướng thâm canh, bảo quản hạt nem để đạt được cái chất lượng cung cấp cho mầm mấy. Với một cái diện tích và sản lượng như hiện nay thì tôi nghĩ sẽ thừa sức để cung cấp cái nguyên nguyên liệu đầu vào cho công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Ninh Thuận để sản xuất phân bón hữu cơ cho nem. Thì chúng tôi đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ để sản xuất cái phân bón hữu cơ. Thì trước mắt là chúng tôi năm 2013, quý 1 năm 2013 là sẽ dự kiến đưa ra thị trường. Thì song song là cũng đào tạo được một đội ngũ cán bộ để thực hiện cái việc này. Và tới tiếp theo thì sẽ đưa một cái thiết bị là ép máy ép dầu nêm để về để triển khai đưa cái việc ép dầu nêm thành dầu thương mại để bán ra thị trường. Như dự kiến của chúng tôi ban đầu là sản xuất 5.000 tấn trên năm, thì những năm tiếp theo thì sẽ tăng thêm 15% để đáp ứng cái nhu cầu của bà con nông dân trong tỉnh và một số các tỉnh lân cận. Cây nêm là một loại cây có nhiều tiềm năng cho sự tái tạo và phát triển rừng, nhất là trên vùng đất cát, có nguy cơ sa mạc hóa. Không chỉ là cây lâm nghiệp, đến đây cây nêm được xem là cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế về môi trường sinh thái và chế biến các sản phẩm phục vụ đa mục đích của tỉnh. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ nêm tại Ninh Thuận sẽ thúc đẩy phát triển diện tích trồng nêm tại các vùng đất hoang hóa trên địa bàn tỉnh, giúp chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm mới cho xã hội có tính an toàn cao, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí khoa học công nghệ kỳ này của Đài Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.